Chương 1.1 Mở đầu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nếu ai muốn gia nhập xã hội đen, hãy nhớ kỹ ba chữ. An Dĩ Phong, bởi vì hắn đã là ông trùm xã hội đen 15 năm, nổi tiếng hoành hành bá đạo, ngang tàn, độc ác. Nếu ai muốn bảo toàn tính mạng, hãy nhớ một quy tắc bất thành văn. An Dĩ Phong nói một, đừng bao giờ nói hai, bởi vì bất kỳ ai dám phản đối ý kiến của hắn sau này đừng nghĩ đến chuyện được mở miệng nói nữa, nếu ai muốn có đường sống trong giới xã hội đen, hãy nhớ vài bí quyết sau, điều một, người anh em tốt nhất của An Dĩ Phong là hàng trạc thần, hai kẻ ngang sức ngang tài, vừa có có tiền vừa có thế, điều hai, ám sát An Dĩ Phong, có thể vẫn được toàn thay, muốn ám sát hàng trạc thần, nhất định sẽ họa vô đơn chí. Điều 3, An Dĩ Phong lúc nào cũng cười, một kiểu cười bẩn. Cực. Nếu bạn khiến hắn không cười được nữa, hãy chuẩn bị sẵn quan tài cho mình hàng trạc thần lúc nào cũng lạnh lùng như núi băng vạn năm chẳng bao giờ biết hai từ tan chảy nếu ai khiến hắn cười thì ngay cả quan tài cũng không kịp chuẩn bị điều bốn so với hàng trạc thần an dĩ phong càng là loại đàn ông không thể yêu hàng trạc thần có phong lưu hơn nữa thì nhiều lắm mỗi ngày cũng chỉ đổi phụ nữ một lần còn an dĩ phong tốc độ thay người yêu của hắn còn nhanh hơn cả chớp mắt điều năm điều quan trọng nhất trước mặt an dĩ phong đừng bao giờ nhắc đến ba chữ tư đồ thuần cứ nghe đến ba chữ này là an dĩ phong thấy bực bội khó chịu đến nửa tháng trời gặp ai cũng chửi vì thế nếu ai không cần mạng sống của mình thì cũng đừng làm liên lụy đến những người vô tội khác nghe đến đây mọi người nhất định không vội nghe điều thứ sáu mà muốn biết tư đồ thuần là ai đó là một cô gái người duy nhất mà an dĩ phong theo đuổi hắn mất rất nhiều công sức rất chân thành nhưng cuối cùng thì không được gì nếu rảnh rỗi bạn hãy pha một tách cà phê, ngồi xuống và nghe tôi kể một đoạn tình sử thấm đẫm máu và nước mắt của một ông trùm xã hội đen. Đừng sợ, là hài, đây là một vở hài kịch, rất hài, vô cùng hài, thiên đường của đàn ông là ở đâu, đương nhiên là học đêm rồi. Ánh sáng mờ ảo, rượu mạnh, nhạc sập xình. Đám mỹ nữ quyến rũ lả lơi vây quanh, đó là những mê hoặc mà không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. An dĩ phong liêm diêm nhìn hàng trạc thần đang hút thuốc ở phía đối diện, nhắm nghiền mắt, Tựa lưng trên chiếc sofa, những lọn tóc đen nhánh rơi trên chiếc ghế da màu đen, lấp lánh hơn cả ngọc bội, thời gian lặng lẽ trôi như khói thuốc trên tay hắn, từng làn khói ván vất bay lên, chỉ còn sót lại cho tàn rơi trên mặt đất, trong căn phòng đáng lẽ đây. Kích động ấy lại chất chứa nỗi âu sầu của hắn, ngày càng dồn nén, ấn lạnh, an dĩ phong lắc đầu không hiểu, lạ thật. Trong cái thiên đường nhân gian này sao lại có người đàn ông mất hồn thế kia, anh đang nghĩ gì vậy? An Dĩ Phong nằm dài trên chiếc sofa, thả lỏng người. Dưới ánh đèn đỏ, đôi mắt đen lấp lánh của hắn bị nhuộm đến mê hoặc, đôi môi đỏ mỏng cũng trở nên hấp dẫn đến kỳ lạ. Cô gái lả lơi với thân hình nóng bỏng ngồi cạnh ngay tức khắc bị nụ cười của hắn hấp hồn. Đôi tay cô ta đặt lên bờ vai dài rộng, nhẹ nhàng mơn trớn những bắp thịt vừa săn chắc vừa dẻo dai, rồi ấm ờ ngã người về phía hắn, khoe vòng một đầy đặn, quyến rũ, nhưng thật tiếc, ánh mắt của An Dĩ Phong bỏ qua cơ thể quyến rũ ấy, chăm chú nhìn hàng trạc thần, phong, hàng trạc thần nhả một làn khói dày đặc, sau ba tiếng đồng hồ im lặng cuối cùng cũng mở miệng. Chú đã thử ham muốn một cô gái chưa? Mẹ kiếp. Anh kể chuyện cười càng ngày càng nhạt. Ý anh là vì yêu, mà chiếm hữu một cô gái ấy. An dĩ phong với tay lấy một điếu thuốc, cô gái ngồi bên cạnh châm lửa cho hắn, hắn hít một hơi, cười nhạt. Mẹ kiếp, thuốc lá đúng là một thứ hữu dụng, nó có sức hấp dẫn với cả những gã đàn ông đang sầu cảm hàng trạc thần mở mắt ngẩng đầu nhìn lên những ánh đèn xanh đỏ nhảy nhót trong hộp đêm tất cả những thứ kích thích anh đã đều thử qua chỉ có duy nhất một điều chưa bao giờ thử đó là lên giường với người phụ nữ mà anh yêu em thử một lần rồi nhớ lại cái đêm cơ thể mảnh mai ấy run rẩy trong vòng tay hắn cứ mặc cho hắn chiếm hữu hắn bỗng có cảm giác như dòng máu nóng trong cơ thể mình lại trào lên cổ họng cứ khô rác không nói nên lời phải cố hắn giọng hai lần hắn mới nói được. Cô ấy ôm em và nói. Em yêu anh. Lúc ấy, mẹ kiếp, có chết vì cô ấy em cũng cam lòng. Vậy à, thế sao chú lại từ bỏ? An dĩ phong gượng cười, chuyển sang chủ đề khác. Sợi dây thần kinh nào của anh bị đặt nhầm chỗ à, sao hôm nay lại hỏi câu chán nhắc đó? Anh cũng chẳng hiểu nữa, cảm giác này thật đặc biệt, rõ ràng biết là mình nên làm gì, không nên làm gì, nhưng cứ nhìn thấy cô ấy là lại chẳng biết gì nữa mà cũng không muốn biết nữa anh thần cảm giác chết tiệt này chính là tình yêu hàng trạc thần không tỏ vẻ ngạc nhiên như đã biết trước câu trả lời này chuyện tình cảm anh em mình không thể dính vào an dĩ phong nói đây là câu mà trước kia hàng trạc thần từng nói với hắn an dĩ phong khả năng hình dung sự vật của chú thật kém cái chết tiệt ấy khác hoàn toàn với ma túy đúng là không hề giống nhau ma túy bỏ là bỏ đã bỏ rồi thì không muốn thử lại nữa, An Dĩ Phong không muốn nói tiếp, kỳ thực, chất độc trong thuốc phiện dù có làm ta đau đến chết cũng chỉ là tức thời, còn chất độc của tình cảm thì nắm vào tận xương tủy, cả cuộc đời không thoát khỏi nỗi nhớ mong và hối hận, điếu thuốc cháy đến kẻ tay An. Dĩ Phong từ bao giờ, ngón tay nhói đau khiến hắn quay về với thực tại. Hắn ngồi thẳng dậy, dùi tắt điếu thuốc rồi lại cười bẩn cợt treo hàng trạc thần khi nào rảnh đưa em đi xem cô gái ba đầu sáu tay có thể khiến núi băng ngàn năm này thành nước nhé chú từng gặp rồi hàng trạc thần nói nhìn xuống ánh mắt tràn đầy yêu thương sự cương nghị lạnh lùng trong hắn như tan biến một năm trước chú đã gặp cô ấy cái gì an dĩ phong nhảy bật dậy anh đừng nói với em đó là cô gái chưa đến tuổi vị thành niên ấy nhé đúng đấy anh anh không phải là bị biến thái đấy chứ hàng trạc thần nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói chú nói lại lần nữa xem anh thần nó chỉ đáng tuổi con gái anh thôi nó chính là con gái anh đấy như thế mà được à an dĩ phong nhìn hàng trạc thần ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc mẹ kiếp ngày ấy chú nên lấy tư đồ thuần có phải muốn lấy là được đâu đúng vậy cô ấy sẽ không lấy hắn cho dù cả đời hắn không lấy ai ngoài cô ấy đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ không lấy hắn vì vậy hắn chỉ có thể chọn cách từ bỏ lúc từ bỏ hắn nghĩ rằng nó rất dễ dàng lúc nhớ nhung hắn nghĩ rằng sẽ nhanh quên lãng lúc nhìn thấy cô ấy hạnh phúc hắn nghĩ rằng tất cả đã kết thúc rồi đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi lần thấy bóng dáng của một nữ cảnh sát là hắn lại chăm chú nhìn theo rồi tưởng tượng tư đồ thuần đang ở trước mắt trên đời này thiếu gì phụ nữ tại sao lại đi yêu một nữ cảnh sát chứ? Hắn không nhớ là ai đã hỏi hắn câu này, lúc đó hắn đã trả lời. Thú vị. Đúng thế, vô cùng thú vị, bây giờ nghĩ đến, dù tim nhói đau nhưng hắn vẫn mỉm cười, nhớ lại một tình yêu ngọt ngào đến say đắm lòng người. Câu chuyện này bắt đầu từ cách đây rất lâu rồi, khi ấy An Dĩ Phong và Hàng Trạc Thần chưa tròn 18 tuổi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.